Vâng. Nuôi chưa? Ôi, bông hoa hồng ở trên tầng 4 đẹp quá nè. Màu đẹp đáng yêu. Ai, cảm ơn chị Hoa tạp vụ của công ty, chị chăm chút chị tưới tắm những cái bông hoa này đẹp quá à. Dễ thương quá à. Nhưng rất là muốn làm được cái vườn cây giống như bên Laika kìa. Có cả những cái ghế sắt để ban để những cái lúc không nắng có thể ngồi. Đấy, cái cây xanh này nó rủ xuống này. Đẹp không? Mát không? Đây, cái khu vực đây các bác ơi. Trời ơi, màu đẹp quá. Nhưng mà cái nước ảnh của Nhung là không bắt được cái thần thái của cái những cái bông hoa này. Không chụp được cái màu thật của nó. Rực rỡ quá à. Cây hoa phượng trước cổng công ty của A Group. Rực rỡ luôn. Rực rỡ cờ hoa luôn. Mà cũng chỉ có duy nhất có cái cây này là nở đẹp như thế này thôi. Cả tất cả đây này. Cả khu vực này chỉ có mỗi cái cây này là nở đẹp. Rực rỡ luôn này. Trời ơi, đẹp quá luôn nè. Làm sao để có thể phóng ra được nhìn thấy rõ hơn nhỉ? Trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, đẹp không nè. Cả nhà ơi, mùi hoa ngọc lan, cái cây ngọc lan ở bên kia kìa. Thơm, thơm quá luôn. Thơm ngát luôn nè.